Kiếm chứ không thì lằng nhằng thì đông người đi già già nhiều người lẫn. Không có bao bì hả? Không phải chơi để kiếm người. Bên này thì rộng, bên này không bằng.
rồi đưa lên nhóm người ta bảo không biết này đi đâu. Con xin nguyện cùng sắp tấn nhau tinh tấn thực hành lời Phật dạy theo 6 pháp hỏa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng để cầu giác ngộ, giải trừ bớt phiền não khổ đau, sống tốt đời đẹp đạo, và cũng là để khẳng định giá trị chân thật, giá trị cứu khổ của Phật pháp, góp phần quảng sinh. Chúng con xin được đầu thành cảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn lễ một lễ là bây giờ sư phụ sẽ đặt lên cho từng đạo tràng và sư phụ đọc đến đạo tràng nào thì đại diện đạo tràng đó sẽ đọc đúng nhất. Sư phụ đặt tên là như sau: đạo tràng thứ nhất. Ghi này để hai mâm là đồ nó bằng nhau, tránh tình.